Choáng với danh sách người tình toàn mỹ nhân đình đám từng qua tay đại gia phố núi Cường Đô La. Cường Đô La có lẽ là đại gia Việt trẻ nổi đình nổi đám nhất, không chỉ bởi độ chịu chơi mà còn bởi những nghi án tình cảm của đại gia này với các bóng hồng xinh đẹp nổi tiếng trong showbiz Việt. Cường Đô La tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, một trong những người phụ nữ giàu có của Việt Nam với tài sản vào thời Hoàng Kim ước tính phải lên tới vài nghìn tỷ. Chồng mất sớm, bà Loan hết sức cưng chiều chàng quý tử độc nhất, bà nuông chiều mọi sở thích của cậu. Từ khi còn rất trẻ tuổi, Nguyễn Quốc Cường đã nổi tiếng khắp Pleiku. Vì chỉ tiêu tiền đồ, cái tên Cường Đô La cũng có từ khi đó. Được bộc lộ từ khi mới sinh ra, Cường Đô La đương nhiên có cách cư xử khác người, đam mê tốc độ từ khi còn đi học. Dường như xe cộ là người bạn thân nhất thọ thiếu thời của Cường. 16 tuổi, Cường Đô La đã có chiếc xe mô tô phân khối lớn đầu tiên. Những ngày còn học lớp 12, Cường Đô La đã tự cầm lái một chiếc xe Matic đến trường và về nhà. Sau những rắc rối với trò chơi tốc độ mạo hiểm, anh đã chọn cho mình thú vui an toàn hơn nhưng cũng tốn tiền hơn là bộ sưu tập siêu xe. Vào thời điểm đó, Cường Đô La được nhiều người biết đến với những lần chi khủng và những con xe đắt tiền. Cường Đô La được chú ý bởi anh là một trong những thế hệ đại gia trẻ thời kỳ đầu của showbiz Việt. Chính từ biệt danh Cường Đô La nên nhất cử nhất động của đại gia phố núi luôn được chú ý. Đặc biệt hơn là mối quan hệ của anh với các bóng hồng trong showbiz luôn được quan tâm hàng đầu. Không chỉ là những mối tình công khai mà còn có những người tình tin đồn xung quanh Cường Đô La. Tăng Thanh Hà. Tăng Thanh Hà, người đẹp hot của làng giải trí Việt với những bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, cũng đã có thời gian là gia nhân của Đại Thiếu Gia. Mối tình này cũng từng được ca ngợi và tốn không ít giấy mực của báo chí. Cũng có thông tin cho rằng cuộc sống của Hà Tăng thay đổi nhờ Cường Đô La. Chính anh là người đã đầu tư cho người yêu đi học tại Singapore để có cuộc sống tốt hơn. Hà Tăng từng chia sẻ với báo giới hai người quen nhau khi cô chưa bắt đầu sự nghiệp và tại Hà Nội. Trong thời gian hạnh phúc bên Hà Tăng, người ta trông thấy một Cường Đô La ngoan và chín chắn. Đó là lý do Tăng Thanh Hà đã không ngừng ngại bày tỏ niềm hạnh phúc của mình trên báo chí. Về sự chu đáo của Cường Đô La, Hà cho biết Cường chưa bao giờ làm điều gì khiến Hà phải phiền lòng, mà trái lại luôn quan tâm, lo lắng cho Hà. Nhớ lúc Hà đi đóng phim ở Bến Tre, Long Xuyên, liên tục suốt mấy tháng trời, cứ thứ bảy nào anh ấy cũng chạy xe xuống thăm Hà, dù cách xa mấy trăm cây số. Cô siêu lòng bởi tính cách mạnh mẽ và ý chí của Cường. Trước những tin đồn về sự ăn chơi của đại gia, Tăng Thanh Hà phản biện: lúc gặp Cường tôi cũng thấy sợ lắm, vì con người này nghe nhiều tai tiếng quá. Ngay cả khi đã quen, trong đầu vẫn nghĩ Cường không thật lòng. Mãi sau này cảm giác ấy mới dần bị xóa đi. Bạn bè tôi nói nhờ yêu tôi mà Cường ngoan hơn. Tôi thì không nghĩ mình đã cảm hóa được anh ấy. Chỉ nghĩ đơn giản mình sống tốt với người ta thì người ta sẽ sống tốt với mình thôi. Đồng thời cô cho biết có một thời gian dài bị stress về những tin đồn thổi về mối quan hệ với Cường Đô La. Rằng lý do cô đến với anh ta chỉ vì tiền, Hà nói: quyết định công khai tình yêu cả tôi và Cường đều biết sẽ đón nhận những lời xầm xì của dư luận. Nhưng không nghĩ nó kéo dài đến hơn 2 năm sau như thế này. May mà bên cạnh còn có gia đình, bạn bè động viên, nếu không thì tôi đã ngã quỵ rồi. Sau này khi hai người chia tay nhau, Tăng Thanh Hà vẫn khẳng định trong mắt cô, Cường Đô La là một người đàn ông tốt và không có gì để chê trách. Sự việc lại càng lùm xùm hơn khi mà ở thời điểm đó Cường Đô La lại tay trong tay, hạnh phúc bên Hồ Ngọc Hà. Chính vì thế mà nhiều người dấy lên tin đồn, Hồ Ngọc Hà là kẻ thứ ba cướp người yêu của cô bạn đồng nghiệp. Trước những lời bàn tán, bộ ba đều chọn cách im lặng và không có bất kỳ lời giải thích nào. Tăng Thanh Hà quyết định tập trung vào sự nghiệp và hiện tại đang sống hạnh phúc bên doanh nhân Lô Y Nguyễn. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà thì chấp nhận mang thai và chung sống như vợ chồng cùng Cường Đô La suốt nhiều năm qua. Yến Trang. Sau khi tách ra solo, ca sĩ Yến Trang tiết lộ mình từng yêu Cường Đô La khiến dư luận nghi ngờ đây chỉ là chiêu trò gây sốc của Yến chị. Ca sĩ Yến Trang cũng từng tiết lộ mình từng yêu Cường Đô La sau khi tách ra solo khỏi nhóm Song Yến. Cùng lúc, cô cũng tiết lộ chuyện tình cảm đã qua với Tuấn Nhóc, một tay chơi thượng hạng khác tại Sài Thành. Nhiều nghi vấn cho rằng đây là một chiêu gây sốc của Yến Trang. Còn ca sĩ này thì cho rằng đó chỉ là tai nạn và khẳng định không thích đem chuyện riêng tư lên mặt báo. Và im lặng cho đến thời điểm khác ngôn về mối quan hệ với Cường Đô La, Yến Trang cho biết: tôi nghĩ là giữa hai người có đủ yêu thương và gắn bó với nhau thì ai cũng có thể là điểm tựa cho ai hết, chứ không cứ điểm tựa đó là đàn ông hay đàn bà. Sẽ không có gì là khó xử nếu như mình đủ tôn trọng và yêu thương, và đó là tôi nói chung. Vì thật ra tôi không muốn nhắc đến Cường Đô La lúc này, khi trước đây chỉ vì một sự cố buộc mồm mà tôi đã bị vướng phải điều tiếng nhận vơ, thấy sang bắt hoàng, rất mệt.
trong tôi thoáng đãng thế thôi, vì trên sân khấu tôi là một con người khác. Nhưng thực ra bản tính tôi rất rụt rè trong việc phơi bày đời tư hay nhắc lại những chuyện đã qua. Nữa là chuyện đó thực ra cũng chỉ là gấu bông và kẹo ngọt mà thôi, tình yêu tuổi teen mà chị, đâu có gì dữ dội đâu. Và nói chung là với những chuyện đã qua, thường tôi chọn cách giữ lại những gì đẹp đẽ và chôn đi những gì không muốn nhớ cho lành. Về sự chịu chơi, chịu chi của Cường Đô La, người đẹp này nói ngắn gọn, tôi có thể cho bạn số điện thoại của Cường để hỏi thêm nhé. Duyên Anh Idol. Duyên Anh Idol cũng từng bị đồn có nghi án tình cảm với Cường Đô La, nhưng cô cho rằng tin đồn thì mãi vẫn chỉ là tin đồn, vì không quan tâm nên cô cảm thấy chẳng có gì phải thanh minh. Giữa tôi và anh ấy chỉ có mối quan hệ bạn bè anh em, anh ấy là bạn thân của bạn tôi nên chúng tôi mới quen biết và chơi với nhau. Còn chuyện bị đồn thổi yêu đương, tôi nghĩ có lẽ do mọi người nghe loáng thoáng rồi hiểu nhầm thôi, vì bạn trai cũ trước đây của tôi cũng tên là Cường, Duyên Anh Idol cho biết. Duyên Anh cho biết cô và bạn trai rất bất ngờ và cho rằng mọi người đã nhầm vì người yêu cũ của cô cũng tên là Cường. Đồng thời cô bày tỏ quan điểm, tin đồn thì mãi cũng chỉ là tin đồn mà thôi, tôi không quan tâm lắm nên chẳng có gì thanh minh cả. Tôi thấy mọi người hay nói im lặng là đồng ý, nhưng cũng có câu thanh minh là thú tội. Đằng nào cũng vậy nên tôi cứ để mặc, thời gian sẽ trả lời. Duy Uyên, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc cũng từng bị nghi là có thời gian cặp kè với Cường Đô La. Nguyễn Ngọc Duy Uyên xuất thân là ca sĩ nhí nhà hát thành phố từ khi còn bé. Cô cùng ba thành viên khác là Lê Thị Thúy Nga, Lê Thanh Ngọc và Ngô Quỳnh Anh thành lập nhóm Mắt Ngọc vào năm 1997 với sự giúp đỡ của hai nhạc sĩ Trần Thanh Tùng và Nguyễn Ngọc Thiện. Hiện tại cô đã kết hôn và định cư ở nước ngoài. Chồng cô là Nguyễn Tường Huy, đang là giám đốc nhân sự của một công ty xăng dầu. Hai người đã quyết định đi đến hôn nhân sau 2 năm quen biết. Trước khi lấy chồng, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc cũng từng bị nghi là có thời gian cặp kè với Cường Đô La. Vậy cô đã nhanh chóng phủ nhận, ai kia, tôi không biết Cường Đô La là ai, thì có lý do gì tôi lại yêu anh ta. Nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi này đã gắn bó với nhau trong khoảng thời gian không hề ngắn. Tuy nhiên Duy Uyên không muốn làm ồn ào mọi chuyện nên mới giả đò làm ngơ thế thôi. Trương Quỳnh Anh. Nghe tin đồn Trương Quỳnh Anh quen Cường Đô La, tôi cười hoài. Mấy ngày trước lên mạng tình cờ nhìn thấy hình Tăng Thanh Hà chụp cùng Cường Đô La, tôi mới biết mặt anh. Trương Quỳnh Anh cho biết cũng có nhiều chàng trai theo đuổi. Ban ngày, các chàng tha hồ gọi điện nhắn tin, nhưng đến tối Quỳnh Anh mới có thời gian trả lời. Quỳnh Anh tiết lộ sở thích trước con gái, những tin nhắn chúc ngủ ngon của các đối tượng. Nữ ca sĩ này cũng từng bị đồn thổi là có mối quan hệ đặc biệt với ca sĩ Lam Trường. Khi được báo chí đặt câu hỏi về thực hư mối quan hệ với Cường Đô La, Quỳnh Anh tỏ vẻ thản thốt. Nghe tin đồn Quỳnh Anh quen Cường Đô La, tôi cười hoài. Mấy ngày trước lên mạng tình cờ nhìn thấy hình Tăng Thanh Hà chụp cùng Cường Đô La, tôi mới biết mặt anh. Bên cạnh đó cũng nằm trong diện đồn thổi, nữ ca sĩ Minh Hằng và cả hoa hậu Thùy Lâm cũng là hai người đẹp từng được gắn với cái tên Cường Đô La. Hồ Ngọc Hà. Sau những ồn ào với người đẹp, Cường Đô La đã gặp gỡ Hồ Ngọc Hà. Từ năm 2009, Hồ Ngọc Hà đã trở thành hiện tượng của làng giải trí Việt, khi từ một chân dài đi hát bỗng chốc hóa thân thành một trong những ca sĩ nổi tiếng làng giải trí. Cũng trong thời gian đó, tin tức Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La hẹn hò đã trở thành đề tài nóng của truyền thông. Nhiều người cho rằng mối quan hệ này chỉ vì tiền. Hồ Ngọc Hà sở hữu những chiếc túi xách hàng hiệu, biệt thự xa hoa lộng lẫy tại vị trí đắc địa đã khiến cho nhiều người tin rằng đây cũng chỉ là một cuộc vui của một đại gia lắm tiền nhiều của. Rồi đến khi nghi án Hồ Ngọc Hà mang thai, scandal này lấy chồng từ năm 16 tuổi, cả hai nhân vật đều giữ thái độ im lặng. Cho đến những ngày sắp sinh, người đàn ông trong bóng đêm Quốc Cường đã chấp nhận lộ diện khi xuất hiện bên cạnh vợ và con. Không giải thích thanh minh, anh thể hiện tình yêu của mình với cô ca sĩ bằng hành động quan tâm và chăm sóc. Tưởng như mọi chuyện êm ấm thì mẹ Quốc Cường là bà Nguyễn Thị Như Loan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Quốc Cường Gia Lai, kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của con trai và cô ca sĩ chân dài. Bà tuyên bố chỉ thừa nhận cháu nội, chứ không chấp nhận Hồ Ngọc Hà là thành viên của gia đình Quốc Cường Gia Lai. Mẹ Quốc Cường cho rằng một cô gái trong làng giải trí từng gắn với những câu chuyện tai tiếng và bị gắn mác đào mỏ thì không thể trở thành một người vợ hiền dâu đảm. Chuyện Hà Hồ tay trắng trong gia đình Quốc Cường được bắt nguồn từ bản báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của công ty Quốc Cường Gia Lai. Theo đó, cả nữ ca sĩ xinh đẹp và cậu con trai Nguyễn Quốc Hưng đều không nắm giữ cổ phiếu của công ty. Dù trên phần ghi chú, cô ca sĩ được ghi danh chính ngôn thuận là vợ của Nguyễn Quốc Cường. Bất chấp sức ép từ gia đình và dư luận, Quốc Cường vẫn chăm sóc lo cho vợ con hết sức chu đáo. Hình ảnh anh túc trực hàng giờ để chờ đón thành viên mới trong gia đình khiến cho độc giả thay đổi cái nhìn về công tử phố núi. Mối tình giữa Hồ Ngọc Hà và Quốc Cường đã dần được công chúng ổn định và dành nhiều lời khen, cảm thán, ngưỡng mộ.
Võ Hoàng Yến. Có nhiều thông tin trong showbiz cho rằng chính Võ Hoàng Yến là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình của Hà Hồ và Quốc Cường. Khi nghe được thông tin không mấy hay ho về mình, nữ người mẫu đã chia sẻ: "Tôi nghĩ chuyện mình không có làm, nghe họ đồn rồi tự dưng nhảy ra nói thì chẳng khác nào kiểu có tật giật mình. Tôi đã gọi điện cho anh Cường Đô La để làm rõ sự việc. Tuy nhiên anh Cường cho biết anh ấy không muốn nói quá nhiều về việc này, anh còn bảo có gì thì gọi cho chị Hà. Tôi xin số Hồ Ngọc Hà và gọi cho chị ấy để giải thích những hiểu lầm. Tôi định nói với chị ấy rằng tôi nhận sai vì không báo trước với chị khi có ý định nhờ sự giúp đỡ của anh Cường. Tuy nhiên, chị nói đang bận nên không nghe được điện thoại, có gì sẽ nhắn tin sau. Tôi có chủ động gửi tin nhắn cho chị Hà nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào từ chị. Dẫu cho có như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Tuy nhiên sau tin đồn này, chắc chắn ít nhiều mối quan hệ giữa Hoàng Yến và Hồ Ngọc Hà cũng ảnh hưởng ít nhiều." Hạ Vi. Được biết Hạ Vi và Cường Đô La công khai hẹn hò từ tháng 10/2015. Đó là khoảng thời gian nàng tắm, gặp không ít áp lực khi đến với chồng cũ Hồ Ngọc Hà. Đây cũng là thời điểm tên tuổi của cô cũng nổi như cồn. Chuyện tình của cặp đôi nhiều lần hợp tan rồi hợp trở thành tâm điểm của dư luận.